Chào các anh chị. Sáng nay thì em đang ở trên gác tập thể dục. Hôm nay thì cũng chẳng có gì để trao đổi nói nhiều với các anh chị về vấn đề thị trường, bởi vì cũng không ngoài những cái dự báo của em thì thị trường vẫn dịch chuyển loanh quanh ở vùng 705 đến 720. Và ngày hôm qua thì thị trường tăng điểm chủ yếu là nhờ vào Farod và cổ phiếu Vietjet. Nói chung những cái câu chuyện mà đưa giá lên, Vietjet thì có giá vốn hóa thị trường đã cao hơn Vietnam Airlines, Farod thì đã có vốn hóa thị trường, giá cổ phiếu thì đã cao hơn Vinamilk và vốn hóa thị trường thì đã đâu đó cao hơn Cotecom. Câu chuyện này thì miễn bàn, thị trường có thêm 2,5 đến 3 điểm nhờ vào hai cổ phiếu này. Nhưng mà buổi sáng hôm nay thì em muốn nói chuyện với anh chị về một vấn đề khác. Cái vấn đề mà em muốn nói tới trong buổi sáng hôm nay á, thì nó lại đi thiên vào báo cáo tài chính. Ra lâu nay thì anh chị em nhà mình gặp nhau ở cái khía cạnh đó là cái điểm mua, điểm bán, phân tích kỹ thuật. Thực tế thì theo cái kinh nghiệm cá nhân của em ấy, thì trong cái giai đoạn mà thị trường giá lên ấy, thì gần như là các anh chị cũng như bản thân mình, em là bản thân Thắng cũng không mấy quan tâm tới doanh nghiệp, không mấy quan tâm tới cái kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, và cũng chẳng mấy khi để ý tới cái tiềm năng, cái tiềm lực mang tính chất dài hạn, tính chất bền vững của doanh nghiệp. Mà chủ yếu trong tất cả các diễn đàn đều nói đến câu chuyện là giá cổ phiếu có tăng không, có đem lại lợi nhuận cho các anh chị không. Điều đó cũng là điều rất gọi là tất nhiên thôi, bởi vì đó là thứ mà liên quan mật thiết tới tiền bạc, liên quan mật thiết tới lợi nhuận và liên quan mật thiết tới gọi là cái kết quả đầu tư trong ngắn hạn của các anh chị. Nhưng một cái yếu tố mà mang tính chất gọi là cốt lõi để anh chị gia tăng được lợi nhuận, thì có ai đặt ra câu hỏi giúp em là cái lợi nhuận của anh chị mang lại từ việc tăng giá cổ phiếu, bản chất nó đến từ đâu không ạ? Nếu đặt ra được cái câu hỏi này thì nhiều anh chị sẽ bắt đầu suy nghĩ. Em cũng suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Và em biết được rằng là lợi nhuận của các anh chị đến từ hai cái phần chính. Cái phần thứ nhất đương nhiên là cái chênh lệch giá. Và cái chênh lệch giá này thì nó đến từ túi tiền của người mua cổ phiếu của anh chị. Cái người đến sau họ sẵn sàng mua với giá cao hơn, và họ cũng kỳ vọng rằng nó sẽ tăng nữa. Nhưng nếu trường hợp nó không tăng nữa mà nó giảm, hoặc là nó dịch chuyển theo hướng tiêu cực, thì cái tiền lợi nhuận của anh chị đến từ túi của người đó, bởi vì cái phần thua lỗ của người đến sau sẽ là lợi nhuận của các anh chị. Một cái phần lợi nhuận mang tính chất cốt lõi, then chốt hơn, nó đến từ sự gia tăng lợi nhuận của các doanh nghiệp, tức là cái phần cơ bản của doanh nghiệp. Vì vậy thì muốn nói gì thì nói, dân phân tích kỹ thuật thì thường hay nói rằng là chẳng cần quan tâm cơ bản, còn dân phân tích cơ bản thì lại nói rằng là chẳng cần quan tâm phân tích kỹ thuật, cứ tìm một doanh nghiệp tốt đàng hoàng thì nó sẽ lâu dài nó sẽ tăng. Cũng đúng, bởi vì là đã là phân tích kỹ thuật rồi thì chỉ cần tìm điểm mua, sau đây tăng giá bán. Còn anh kia thì anh hô là chả cần, doanh nghiệp phát triển bền vững thì sớm muộn nó cũng tăng, mà nó không tăng thì doanh nghiệp nó vẫn phát triển. Cũng đồng ý luôn. Từ cái video này thì em mới bắt đầu nghĩ tới câu chuyện đó là hay là viết sách trắng nhỉ, hay là làm vlog trắng.
Tức là những cái vlog mà nói về những cái thứ ít người để ý tới trên thị trường chứng khoán Việt Nam, theo kiểu là những mảng tối của thị trường ấy. Nó có những cái mảng tối của thị trường, nó có những mảng tối, nó dẫn đến câu chuyện là dân phân tích cơ bản cũng chẳng hiểu tại sao mà cổ phiếu của mình tốt thế mà nó không lên, nó không lên. Còn có những cổ phiếu thì tốt ở đây ý nghĩa là doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững, phát triển một cách bền vững về mặt dài hạn. Còn có những người thì bảo là doanh nghiệp xấu thế, chẳng làm ăn gì mà giá cứ tăng ầm ầm. Vậy vấn đề nó nằm ở đâu? Vấn đề nó nằm ở đâu? Tại sao lại có chuyện đó xảy ra? Và dân dân mà FA ấy, dân phân tích tài chính ấy, sẽ đặt ra nhiều câu hỏi lắm. Còn lắm khi dân phân tích kỹ thuật cũng sẽ có những cái băn khoăn. Tại sao mình phân tích đúng các chỉ báo nó như thế rồi mà nó không tăng, thì hai cái khía cạnh này cũng cùng một vấn đề liên quan tới giá cổ phiếu, liên quan đến sự tăng trưởng của doanh nghiệp và liên quan đến lợi ích của các nhà đầu tư, thì cũng được khá là nhiều các cái tổ chức cá nhân người nghiền ngẫm nghiên cứu, nhưng mà rồi cũng chẳng bao giờ có cái kết quả đúng cho cái câu chuyện này cả. Hôm qua chúng ta gặp nhau trao đổi với nhau để hiểu gần hơn với cái kết quả gần đúng, nhưng vì thị trường chứng khoán thì không bao giờ có một cái kết quả chính xác cho tất cả mọi vấn đề. Cũng đừng có quá nặng nề lắm cái câu chuyện là đúng hay sai. Việc đúng hay sai đó là chuyện mong manh dễ vỡ lắm ở thị trường tài chính. Ngày hôm nay bạn có thể đúng, trong vòng vài ba tháng, 3 tuần bạn có thể đúng, nhưng mà chưa chắc, chưa hẳn là bạn sẽ luôn đúng và đúng ở mặt dài hạn. Nên chúng ta cũng lưu tâm cái câu chuyện là không nên quá nặng nề câu chuyện đúng sai, để rồi có một lúc nào đó chúng ta phải hoàn toàn chấp nhận với câu chuyện là chúng ta đã làm chưa đúng, chưa hợp lý và cần phải nhanh chóng để sửa, gọi là sửa lỗi những cái lỗi sai đó. Và thậm chí nhiều khi cũng phải hoàn toàn chấp nhận với những cái gì mình đã đưa ra, đã quyết định. Thì ngoài cái ý tưởng về cái câu chuyện là ngồi làm những cái video mang tính gọi là những vlog mang cái tính là phơi bày những cái mảng tối của thị trường chứng khoán Việt Nam, cũng sẽ có những vlog như thế nhằm mục đích là chúng ta biết hết rồi, hiểu rồi, thì dù chúng ta có tham gia mảng tối hay tham gia mảng sáng, chúng ta cũng phải tự tiên lượng, tự định lượng được cái vấn đề của mình đang làm gì, đang ở đâu và mong muốn thực tế của mình là như nào. Còn 2 phút còn lại thì em sẽ quay sang một cái vấn đề gọi là cũng mang tính chất hàn lâm một chút, nhưng mà đó là những cái dần dần sẽ có những cái hướng dẫn mang tính chất chi tiết hơn nữa cho các anh chị về một số cái góc nhìn báo cáo tài chính dưới cái cách nhìn nhận của người nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett. Thì thực ra thì nó mọi cuốn sách nó chỉ viết lên cho nó phức tạp lên thôi, chứ nó cũng không không quá phức tạp cho các anh chị nghĩ. Cái điểm đầu tiên mà khi anh chị nhảy vào đọc một báo cáo tài chính thì nên lưu tâm cho em một vấn đề rất đơn giản, đó là lợi nhuận, và tính cho em được cái chỉ số lợi nhuận sau thuế trên doanh thu, xem là doanh nghiệp này là doanh nghiệp có cái biên lợi nhuận trên doanh thu nó như nào. Tính tiếp cho em được một cái chỉ số nữa là cái lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu, thì sẽ thấy được là cái biên lợi nhuận mà doanh nghiệp này làm ra trên vốn chủ sở hữu nó như làm sao. Và cái thứ ba nữa đó là tính được cái lợi nhuận trên vốn cổ phần, sẽ thấy là một doanh nghiệp, ví dụ như ngày xưa em hay nói cô tích công, một doanh nghiệp mà có khoảng tầm 500 tỷ vốn cổ phần lần đầu, là ví dụ như là lúc đó nó là 48 triệu cổ phiếu, thì có nếu cổ phần lần đầu thì có 480 10 tỷ thôi, nhưng mỗi năm thì nó có thể làm ra bằng vốn cổ phần, thì không nhiều doanh nghiệp làm được chuyện đó, không nhiều doanh nghiệp làm chuyện đó. Hay thử như là Vinamilk chẳng hạn, những cái giai đoạn cách đây 5 năm nó làm được cái câu chuyện là cứ mỗi năm là gấp đôi vốn vốn cổ phần, và thậm chí mỗi năm thì gấp rưỡi vốn chủ sở hữu. Gần đây sẽ anh chị sẽ men theo cái hướng đó để tìm ra những cái doanh nghiệp gọi là có tính lợi thế cạnh tranh bền vững,
phát triển dài hạn. Về cái phần doanh thu á, thì anh chị nghiên cứu thêm cái chỗ là doanh thu thì nó sẽ ra được cái lợi nhuận gộp. Lợi nhuận gộp thì là chính là cái doanh thu mà trừ đi chi phí. Tức là giống như cái chuyện anh chị kinh doanh cái gì đó mua về thì cái tiền mình bán được cái hàng hóa đó là doanh thu. Còn cái chi phí tức là cái tiền mình bỏ ra đi mua cái hàng hóa đó để đem bán. Thì hai cái điểm này nó nằm trong cái báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính, trong bốn cái báo cáo chính của doanh nghiệp mà hàng quý họ vẫn cung cấp và hàng năm vẫn cung cấp. Hoặc anh chị có thể nghiên cứu thêm vào trong cái bản cáo bạch hàng năm tại cái mùa đại học cổ đông nó sẽ cung cấp. Thì sẽ đọc những cái chỉ tiêu đầu tiên đó, cơ bản đó, thì sẽ nhìn nhận được là vấn đề là doanh nghiệp này họ đang làm cái gì. Ví dụ như doanh nghiệp sữa thì đương nhiên là đang bán sữa, nhưng mỗi năm họ bán được bao nhiêu sữa và trừ đi cái chi phí nguyên liệu đầu vào thì còn lại bao nhiêu lợi nhuận gộp, và năm trước và so với năm nay thì năm nay tăng hơn cái phần doanh thu này bao nhiêu, và lợi nhuận gộp có tăng hay không, hay là tăng doanh thu nhưng mà chi phí cũng tăng và dẫn đến lợi nhuận gộp không tăng. Đó là những thứ anh chị cần quan tâm quan sát. Và cái quan sát hơn nữa đó là một cái điểm mà trong cái cách nhìn nhận một vấn đề liên quan đến doanh nghiệp của ông Warren Buffett đó, thì ông nói rằng là khi mà chúng ta nhìn nhận một vấn đề ở mang tính chất gọi là vĩ mô, tức là mang tính chất ngắn hạn trong vòng một quý hay một vài tháng, thì chúng ta sẽ nhìn nhận được cái điểm tốt. Nó giống như là phía sau em một quả bầu, nếu em quay gần lại thì quả bầu nó sẽ rất là to. Nhưng đến khi chúng ta nhìn xa hơn và rộng hơn trong một cái viễn cảnh lớn hơn một dài hạn thì sẽ ít doanh nghiệp làm được chuyện dài hơi và bền vững. Sản phẩm phải là sản phẩm có mặt trên thị trường và bạn liên tục bán hàng, liên tục có những cái lợi thế cạnh tranh nhất định trên thị trường, thì đó mới được đưa vào cái danh sách để chúng ta xem xét và đọc. Bởi vì khi anh chị đặt ra câu chuyện anh chị phải đọc thì anh chị đã thấy rằng là nên đọc cái gì, chứ không thể đủ sức để đọc hết tất cả những cổ phiếu trên thị trường. Và chúng ta sẽ bắt đầu hình thành một cái tư duy mới, đó là cái tư duy đó là nên lọc ra những cái cổ phiếu nào đáng để chúng ta bỏ thời gian ra, dành thời gian ít ỏi của mình ra để nghiên cứu. Chứ còn cứ chạy đua với những câu chuyện giá thì em không bàn về cái câu chuyện là tăng hay giảm. Em sẽ đưa ra một số cái video liên quan đến sách trắng thị trường chứng khoán Việt Nam, tức là những điểm mà mảng tối của thị trường, mảng tối thị trường, để cho anh chị tin lượng, anh chị lượng hóa nó được. Những video đó thì em sẽ lưu hành nội bộ thôi, bởi vì công khai thì nó không tốt lắm, bởi vì nó nhiều cái nó ảnh hưởng bất đồng đến những lợi ích nhóm này nhóm khác, rồi ảnh hưởng đến nhiều vấn đề mang tính chất tế nhị, nên em không bàn mang tính chất công khai. Nhưng anh chị theo với bọn em thì sẽ có nhận được những cái video sắp tới như thế. Còn những cái điểm mà trao đổi sơ qua ở góc độ là qua cái bước nhập môn chuyển sang cái cấp độ một của phân tích báo cáo tài chính, hay là phân tích kỹ thuật, hay là phân tích dòng tiền, hay là nói hơn sâu hơn từ vi mô đến vĩ mô, thì anh chị sẽ tiếp tục được nhóm kinh doanh chứng khoán cung cấp với anh chị trong thời gian tới. Buổi sáng hôm nay thì chúc các anh chị mà sức khỏe, chuẩn bị đến ngày 8 tháng 3 thì phải sức khỏe lên, strong lên để phục vụ người phụ nữ, phục vụ những người bạn gái mà chúng ta yêu thương, hay là vợ hoặc là những người trong gia đình. Cảm ơn các anh chị đã dành bớt chút thời gian buổi sáng lắng tận nghe tai nghe và có những cái phản hồi cho Thắng ở phía dưới, để Thắng có những cái kinh nghiệm, có những cái suy ngẫm nhiều hơn để làm tốt hơn những cái công việc mà đang làm và đang phục vụ các anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào video ngày mai.